Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng tôi vừa đến với các hạng mục trao giải trong Nam HR Awards 2014. Và như đây thì chúng tôi xin phép được mời ông Phạm Phú Ngọc Trai, thành viên trong hội đồng thẩm định sẽ có đôi lời chia sẻ cùng tất cả quý vị. Xin được kính mời ông. Có thể nói rằng một cách rất là rõ ràng là đã phát triển.
Do đó những cái tiêu chí này khi đem vào Việt Nam, chúng ta nghĩ rằng đó là những cái tiêu chí rất là tốt cho Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam để hướng đến. Tôi nói chuyện hướng đến, tôi tin rằng năm đến cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia, thì có một số doanh nghiệp lớn cũng chưa tham gia hết hôm nay. Nhưng phải nói rằng đó là một cái khoảng cách tương đối lớn. Vì vậy ban tổ chức và ban thẩm định của bạn, chúng ta sẽ có những cái thay đổi nhất định để cho phù hợp hơn. Nhưng mà cũng có một cái điều tôi chia sẻ với các anh chị, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam, để cho thấy rằng là có một cái điều cũng là nghịch lý, nhưng mà nghịch lý theo cái chiều hướng tích cực. Chúng ta cạnh tranh với nhau về công nghệ, về tài chính, vân vân, kể cả về sản phẩm marketing, thì trong cái quá trình đó cũng có những cái thách thức. Nhưng mà bên cạnh đó, trong tất cả những cái điều kiện mà chúng ta có thể cạnh tranh được, các chị có nhận xét rằng chúng ta phải tự hào rằng đa số và gần như 100%, rất ít những cái người làm cái công tác nhân sự, xây dựng cái cuốn sách nhân sự này có phải là người Việt Nam không các chị? Nếu đồng ý các chị cho một hàng vỗ tay ạ. Tôi nghĩ đó là một cái điều, nó là một cái điều rất là cơ bản trong cái điều kiện mà chúng ta có thể nghĩ rằng điều kiện sẵn có của chúng ta. Còn ở đây theo chúng tôi nghĩ chia sẻ với chị một chuyện đủ, thì tôi xin thay mặt cho một số các anh trong thẩm định, trong hội đồng thẩm định chia sẻ với anh chị thêm rằng cái vấn đề ở đây là vấn đề về cái nền tảng trong cái cơ sở và cái hệ thống. Vì vậy nên cái doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài thì đương nhiên người ta có hệ thống, thì là người ta có quá trình hàng chục năm trong cái nền kinh tế đã phát triển. Chúng ta từ nền kinh tế bao cấp chuyển qua thị trường, và gần đây là các chị thấy có cái sự hội nhập, cho đó là chúng ta có những cái thay đổi để cho phù hợp. Nhưng mà khoảng thời gian này cũng không nghĩ, chúng tôi không nghĩ rằng là nó đủ để chúng ta có thể chạy theo khi những cái chỉ tiêu khác về mặt chỉ số của chúng ta trong cái yêu cầu về cạnh tranh nó vẫn còn một số khiêm tốn. Vì vậy cuối cùng tôi nghĩ rằng là tất cả các cái doanh nghiệp mà không có mặt ngày hôm nay mà đã có đăng ký, thì tôi nghĩ họ cũng là những người chiến thắng và những người có quan tâm hàng đầu trong cái quá trình mà để xây dựng cái tổ chức của nhân lực, đặc biệt các cái doanh nghiệp vào trong, kể cả những cái doanh nghiệp mà đã đi vào được cái vòng mà để phỏng vấn, thì tôi nghĩ là các chị đều là những cái doanh nghiệp đặt những yêu cầu đó. Nhưng mà thành bại tất cả trong đây, nguồn nhân lực đứng về mặt quản trị chỉ dừng lại ở chỗ có, nếu mà cái đội ngũ nhân sự xuất sắc. Bên cạnh đó cần có sự quan tâm của hệ thống, của tổ chức, đó là những cái CEO, những là giám đốc của doanh nghiệp. Thì đó là những cái lời chia sẻ, và tôi hy vọng rằng năm đến là chúng ta sẽ có những cái trao đổi về học mát để làm sao đảm bảo yêu cầu có những cái nấc mà chúng ta có thể tiến đến một lúc để có giải quyết những cái yêu cầu để nâng cái năng lực của tổ chức chúng ta lên. Còn về năng lực, tôi tin rằng chúng ta có thể tự hào là tất cả các cái nguồn nhân lực của Việt Nam gần như chúng ta có thể đang đưa được những việc mà những cái công ty nước ngoài người ta làm được. Một lần nữa chúc mừng và cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe. Cảm ơn. Công bố trọng trao giải thưởng cho một hạng mục đặc biệt mà hội đồng thẩm định vừa công bố ngày hôm nay, đó là giải thưởng quản trị nhân sự hiệu quả trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp. Vâng, xin được mời ông Phạm Ngọc Trang. Đây là quyết định của hội đồng thẩm định và ban tổ chức, như là sự ghi nhận khích lệ nỗ lực của các doanh nghiệp. Xin mời đại diện ban tổ chức giải trang kết quả cho ông Phạm Ngọc Trang.